Nga thông báo đã ngăn chặn hai phi cơ của Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đen. Hôm thứ Năm, thì Bộ Quốc phòng của Nga thông báo rằng chiến đấu cơ Su-27 của lực lượng cảnh báo phản ứng nhanh thuộc lực lượng phòng không của quân khu phía Nam đã chặn một phi cơ trinh sát AC-135 của Không quân Hoa Kỳ và một phi cơ tuần tra hàng hải P-8A của Hải quân Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đen. Theo bộ này, thì trước đó vào thứ Tư, các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát giác hai mục tiêu bay trên vùng biển trung lập của Biển Đen về phía biên giới của Nga. Phi cơ Nga đã tiếp cận cả hai phi cơ và xác định chúng là phi cơ trinh sát AC-135 của Không quân Hoa Kỳ và phi cơ tuần tra hàng hải P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ. Bộ này cũng cho hay một chiến đấu cơ của Nga đã hộ tống hai chiếc phi cơ Hoa Kỳ ở khoảng cách an toàn trên vùng biển trung lập của Biển Đen.